Kèo tới, kèo tới. Nhanh, nhanh. Nhanh, kèo tới, kèo tới. Kèo tới, kèo tới. Sao, sao, sao? Tao có mày cho, tao có mày cho. Ra đây. Gì? Ra đây, cho thằng Mập nó lẩm liền. Mập, mập, mập. Nó chị mình nhiều lắm. Tao có mày cho. Hơi bị độc luôn. Ừ, nói tao nghe đi, làm đi. Ok, để. Tao có mày ghé. Lẹ đi, mày không hiểu hả? Ê, mày đâu hả? Lẹ đi. Không có em đâu. Lẹ. Cái này thằng nữa. Chó nó ham. Ê, trả bác sĩ tiền cái bình đi. Đi đi, dịch. Bạn công chuyện nè. Chào cái nè. Đưa rồi kêu nó rồi. Chào cái này vô chào cái đi. Đưa kêu trả tao bác sĩ đi. Quay quay đây rồi gắm kia. Vô lại đi. Quay. Quay hả? Ok này. Không quay. Hai hay là chị giờ ta cao người lớn cười hay giả quên là VTV. VTV. Người lớn là VTV. 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 Thì đó thì nói chung là mình có một cái màn tròn để mình điện cái này màn tròn nhà ổng cái nữa. Ở nhà ổng. Nhà đây biết cơm chọn. Ok. Người ta có cái hàng rau, tao có mình dâm ăn cơm. À ăn cơm vô mình lấy cứt ngon. Tao ăn nhất cái dơ quá mẹ, dơ, cái này dơ quá. Mẹ nó chơi vậy dơ. Bị bởi dơ hàng chó đó. Để điện nhà ổng đấy, cầm đi cái điện ổng. Anh đâu? Để tao nè, chứ quý mạnh cái gì đó, khủng. Quang quang tương báo tới bao giờ mới có hồi kết đi mọi người. Ngày nào cũng đấu đá lẫn nhau. Nó chơi... Ui nhé, chó gực. Alo, 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 alo. Ông nói sao? Ok. Ok, ok. Ok, bây giờ mày cầm đi. Chị ạ? Tao chọc chó mày coi nè. Nó ăn chó này hung dữ lắm. Khùng gần. Quay đi. Ok, bây giờ mình đã điện nhờ ba mình rồi nha cả nhà. Đó bây giờ mình để nó ra sẽ thực hiện cái màn cho này thôi. Let's go. Cơm mày ăn mạnh đi, mày kêu người ta ăn chi vậy? Cơm dọn ra. Ờ. Thương mày mới tô, mày mời mày điểu hay gì? Ăn không? Mời không? Mời hay gì? Mời thiệt, không thích ăn. Không ăn. Không đói, ăn rồi. Người ta ở đây ta ăn hết cơm rồi. Bữa nào vô đây là gặp mày ăn, ăn, ăn hả? Là né vô nè. Đúng rồi. Né vô xài. Mạnh kì. Sao không ngồi ghế chứ? Ờ, sao ngồi đây nè? Ngọt như con heo vậy? Má. Chào. Nói bên này nhảy cầu quá trời luôn trời. Không biết nào tới mập mới nhảy cầu chết nữa. Nó có hồn. Ở trên khóm tao mới có vụ sát cổ tự tử nữa nè. Nghe rồi. Biết sao anh Toàn? Nó đổ ra anh đó Toàn. Mày nó đầu dân mẹo gì vậy? Không mai cái chiều chơi chú là chú rất con
Thôi để anh chạy lên nhà chú. Nguyên đám chạy lên nhà chú luôn. Rồi vậy đi. Để ăn cái. Ăn cái điều nói chuyện tiếp cái gì đâu chạy. Rồi đi nói đi, nói đi. Rồi. Rồi vậy là mai 12 giờ ha. Rồi mai giờ mấy con lên. Rồi vậy thôi đi. À đâu. Má chưa dạy không? Thấy mắt dạy chưa? Sao tại không ăn không muốn ăn, người ta bế tô cơm ăn hết mẹ rồi. Mày ăn không? Mày ăn không? Mày còn ngậm một họng mày ưa. Mẹ tao khỏi ăn thì ăn mẹ đi. Tao bới rồi đó rồi tao bào mẹ tao cơm luôn mày. Sao cái tặc mấy thằng bay ngộ quá trời quá đất thiệt á. Cái tặc lớn hơn tuổi mà. Sao ạ? Bới tao khác tao ăn. Thơ ủa lợp ông lâm bà không nhớ không mày không biết được không biết bây giờ mày đang biết nhưng mà cơm còn ở chỗ nha mấy cha, mấy cha có ăn thì chỗ mấy ăn nha. Tao nói mày ở đây đâu ăn. Đèo tin. Dạ không người bây giờ á, mày chuyện rồi mày cãi. Mày nhận mày không, mày nói chuyện không được rồi mày ưa. Ê mập ơi. Gì? Simulator là cái gì? Simulator. Đúng rồi, ngon ăn thơ hả? Đúng rồi. Cái gì vậy? Dết uống nãy hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải. Cái gì nữa? Không phải là cái. Nghe đây. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi, đưa ra, đi ra đi, đi ra đi. Nè, bấm vô. Đúng chưa? Chưa, từ. Để dùng em lấy tờ đó. Từ từ. Không phải cha. Không phải cha. Cái gì nữa vậy trời? Lăn trên cơm em kìa. Vô quá kìa. Hỏi đàn cơm không đâu đàn đây. Mày bóp mày chết cơ. Ừ. Ai ăn cái mỏ luôn. Má ăn chó. Ăn chó. Tao ăn đâu có ăn rồi. Ăn thì ngốn. Ở cái tô cơm bên đầu rồi tao nói thiệt chứ. Không vui nữa nè. Không vui. Đang cái bụng người giỡn vẫn giỡn của anh chơi chạy lừa đó ra mày mày không ra là bố đi không biết ra bây giờ cái đứa nó hoài thì giống con quỷ không buông tay rồi bọn nó chứ nhỏ rồi khác ăn đây mấy ai hỏi ăn không thì là không thì em có ăn đâu sao mày thấy nó ăn không kêu tao thấy chào lắm khổ thấy đâu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Bấm hậu vào con mắt mày hay gì? Để bấm máy tính bằng con gì? Mắt.
em có mất nợ của mắt. Không có vui đâu mà giỡn trong đó ra, nó thiệt á, quạo thiệt á. Vô với tôi khác ăn đi. Nó bụng nóng lắm rồi đó. Sao hỏi ăn không ăn? Mày để mày ăn ngồi đi sao? Tao chỉnh liếm, tao quay lại tao ăn liền. Trời ơi, ăn không tự nhiên. Sao lớn mà làm gì chuyện bẩu trời cũng thiệt chứ. Tao ăn nhiều mà tao ăn không? Đâu có ăn đâu. Mày ăn đi, mày ăn mày nuốt cho lòi cái họng mày. Mày ta ăn bữa tao kìa. Ủa ăn nó dồn kiểu đó hồi nuốt mắc nghẹn chết rồi, rồi báo nữa. Ta cho anh em ăn. Ăn thì mày nói, mày vô cho mày bới, mày ăn rồi từ. Nhưng mà đâu có ăn. Còn đói. Cãi. Nếu tao không có đói nha. Không ăn. Mày cãi không? Mày phun cái gì ra mày, mày la mày không ăn. Mẹ phun. Tao chỉ ăn một miếng thôi mà. Một miếng mày hả? Có mày hả? Hả? Tăng miếng trả miếng mày giờ. Tao nói tao không ăn nha, đừng có nói vậy nha. Ăn nó ăn đi. Thì tao nói ăn toàn ăn một miếng thôi. Ăn một miếng à? Vừa cướp vừa lo làng hả? Do quá tôi ăn cho mày hiểm chân gì đó. Miếng sao hỏi mày ăn mày không ăn? Nhưng mà tao ăn ra tao ăn một miếng thôi nha, đừng hiểm chân quá nha. Cãi không? Có miếng cơ cũng chửi nó chạy. Miếng cơ. Tao ghét cái tật đó, nói ăn thì ăn. Rồi đó anh em. Người ta bới sẵn ra rồi ăn. Nhưng mà bây giờ đâu ăn nữa. Hồi đó anh em có một cái mì chia ba cái thằng ăn giờ. Nhưng mà cái mì đó vẫn chia ra. Còn cái này hỏi ăn không? Không ăn. Rồi sao ăn? Rồi ăn nó ngốn, nó phun vô mặt anh tùm lum luôn. Cái thằng cổ đó. Nó coi cái thằng cổ mình còn dính hộp cơm luôn kìa. Cơm. Quá lì quá à. Nói gì ăn thì nói ăn. Tao ăn thì ăn dưa. Ăn thì dưa. Dưa. Cơm ăn. Ăn gì bái đi. Thông cảm. Tại cái clip nó như vậy chứ không phải mình muốn như vậy. Nút vô này, nút vô này. Chia cho bài, chia cho lá chia lượt. Anh sẽ viết khúc ca kể về anh, về chúng ta từng nỗi nhớ vâng hôm qua. Anh không muốn ta phải chia tay. Không người đây ăn gạo hay ăn gì? Đợi đó. Hôm nay không có gì chết, còn tao có gì chết đâu. Sắp khổ trên gần nhà tao đến thì một luôn. Yeah. Sáng này không tao. Bữa sáng chưa? Ơi vụ này ghê lắm á. Nhớ ở đây nha. Vừa tới rồi. Được rồi. Thấy trên mạng đúng không? Ừ. Không, mới chết đây à. Ờ. Mới chết rồi. Mới rồi. Nói vụ này nó thấy con quan lắm. Nói chung là cái này là trời biết rồi, vô mấy cái vô mấy cái mùa quân cấp này là đấy, chú mới hỏi con trả lời rồi. Nói đi. Mày sẵn con như tao sẵn. Rồi ngoài rồi. Rồi nói đi. Chẳng được cần. Sao rồi? Bảy 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 nhỏ nữa. Nhỏ đi vô mày bảy nhỏ. Quẹn nó đi nữa. Bảy hàng á. Có nhỏ nữa bảy hàng nữa. Rồi. Ngon. Trời như đó rồi trời. Cái đó nãy hỏi được không vậy vậy? Con nói mày con lên, mày 12 giờ con mấy con chạy lên. Thì đúng 12 giờ, nghĩ sao đúng 12 giờ mấy con có mặt rồi kìa. Cũng khó lắm á. Má. Chữ ống cái chày. Chữ nó. Mẹ mày điên cái gì? Mày điên cái gì? Không có, không có, chữ một tròn. Chữ một tròn. Chú điện con hoài đang ở trên cơm luôn rồi nè. Con hỏi đang không bế cái gì là không ăn đấy, giờ đang ở trên rồi nè, ba tô rồi đó. Tắt luôn đi. Tao đói, tao bảo nha. Thiệt, ui sợ quá, phải ban nó thôi. Thôi vậy, đưa người ta đã, nói gì trời. Tao đưa ai? Đưa tao không? Tao đưa tao nào? Nãy gặp mày không đưa rồi kìa.
tao nó tao có đưa, tao đang nghe điện thoại nha. Cái điện thoại cái nãy anh đang cầm trên tôi cơ mà. Dạ tao đang cầm tôi cơ. Anh đưa anh đâu? Tao đưa nào? Đưa nó nghe điện thoại chứ đưa nào chạy. Mày đừng có xạo nha mày. Ủa tôi cơ nãy tao để đâu? Nắng cầm. Rồi tại sao nó nằm đây? Này đâu ăn đâu mày, không lấy mày đâu hả? Có cái cơm rồi đâu? Nè cái hộp cơm còn dính còn mấy cái. À tôi hồi nãy nha. Anh đưa người ta lại ăn hết tô cơm này đúng không? Đây là mình đâu có cái hồng tôm này đâu. Tao nói mày ăn thì mày nấu đi chứ có cái gì đâu mà mày. Tao bới ra mày ăn hết trơn, cái gì đâu ăn. Tao ăn. Mày chứ không biết gì cho mày thử tao. Xin lỗi mày đi. Ôi sao ăn không nói đi. Em nói chuyện hỏi thực sự. Dạ xin cho anh đi. Cái gì ra ngoài vậy đây chứ biết nha. Nó ăn hết trơn cơm em kìa. Ăn gì ạ? Tôi xin một miếng cơm đi ạ. Ừ, nhớ ăn miếng cơm mắc có gì? Ừ. Mắc kỹ. Mặc có kỹ nữa. Ừ. Mày nói gì tao ăn, tao thả đăng lần đầu nãy tao lỡ vung lên đó thôi chứ bộ. Tao ăn ở đâu? Miếng cơm. Mày biết miếng cơm là miếng đồ tàn không? Miếng ăn miếng tồi tàn ba. Mày biết miếng đồ tàn không? Thì tao thấy tao tồi tàn lắm. Tao nói tao đang đói tao mới ba tô, mày ăn hết ba tô. Tao nói mày đói thì mày vô chỗ mày mới cơm mày ăn chứ mày liên quan gì mày chửi biết tao. Có canh không? Có canh phụ qua không? Ừ. Thử cái chợ mua đâu anh? Mẹ em đã nhận chào hoài. Anh em xin miếng cơm ăn chữ là tí xuống. Không có xin đâu, có xin đâu. Nó nặng nó nhẹ nãy đi hỏi đương tàu anh đâu ăn chứ đâu. Ê nãy có không? Có gà có xá lắm không? Dạ cái mỏ bây giờ để mày nạt tao. Múc nó gà. Anh thay rồi anh còn. Sao nhà có gà có xá đi về nhà kêu mẹ nấu ăn. Ôi chữ mà cháu mẹ ta chứ vợ. Tao đó tao kêu mẹ về nấu ăn nha. Chứ không có chữ chào chữ mẹ nha. Đang cơm với chào không mà có gì đâu mà ngon. Để ăn được rồi. Ủa cơm với cháo không ngon ăn chi vậy? Ở chẳng có gà kho sớ xong lấy ăn. Không có đồ ăn ta ăn với cháo. Nè ăn đi. Ăn ngủ nổi mày vậy? Cái nồi không kêu tao ăn cái gì? Đó còn cơm đó ăn đi. Mấy mẹ chọc chữ hoài trời. Chửi chữ hoài đó ăn có miếng cơm mình gì. Không chữ mày không được. Thay gì nè tao nói với mày nghe nè. Thay gì mấy bay nó ăn. Sẵn sàng tao lấy cái nồi cơm ra tao lấy chén đưa mày ăn. Có miếng cơm ăn thấy quá trời thôi. Nè là anh hỏi gì? Tao nói hay gì tụi bay ăn cơm không? Tụi bay nó ăn thì tao lấy cái nồi ra lấy chén tao bày ra cho tụi bay ăn đàng hoàng. Ừ, rồi tụi em nói gì? Ăn đi đúng không? Mày kêu tụi tao hỏi mày ăn không? Mày nói ăn đi. Ờ ăn đi thì ăn. Ăn xong rồi đi nè. Nhưng mà mày hà mày hà hà hà. Mày có chuyện ăn giống không? Không ra được rồi. Ơi. Tao nói rồi. Tao nói mày nghe nè, thà nhà mày á, mày có gì thì mày đem ra ăn chứ mày cứ ăn trao hoài biết gì nào tao biết đói không? Tao ăn cháo cho mẹ tao. Ăn cháo liên quan các bạn cái gì? Nhưng mà tao nghiến. Nhưng mà tao đói tao ăn cháo không được hay gì? Nhưng mà tao nghiến. Tao đói tao ăn cháo. Tao hết tao đói tao nghiến. Đó mày thấy ai ăn? Má tức dữ rồi trời, nóng nỏ nó giấy luôn thiệt. Cái gì nãy mày nói? Tao đói chết mẹ luôn đi, sáng giờ về tao mới bòi bùng cơm cạn cái chân. Tao nghiến rồi đó. Chữ hoài trời. Mày ở nhà ai cũng nói mày ông sầm không? Mày là chủ nhà mà mày. Ôi mẹ mày là con chết. Mày la đi cho thầy sớm báo mày bắt mày đi. Ừ. Ngu. Mày mập mà mày ngu nữa mày ăn rồi mày la rồi. Người ta đuổi mày ra khỏi nhà sao? Ủa nói gì trời? Chứ gì mà. Nghe chủ. Sống, sống tụi mày. Ăn nhiều ăn người ta hứa sẵn ra chứ lấy ăn. Cầm đi, 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 tối ngày sao không biết anh ơi. Này đi vô phòng xuống này chút đi. Đi cho ba đi xuống giỡn. Mẹ ăn có một cái mà nhớ hoài. Ủa ăn sao không nói? Chạch dữ quá. Ăn đi đâu đấy vậy? Đi cho bà ba đi xuống giỡn ơi. Ăn thì nấu hoài ăn ăn luôn đi. Ăn cho bẻ đi con. Ừ. Ăn cái nhiều vô bẻ. Tao đi về nha.
Ăn hết trao đi. Mẹ cục trao ăn luôn. Khóc luôn. Đi đi. Mày buông vô đây lại á. Mày buông. Mày quên. Ê! 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 Cầm. Ê! Tông biến rồi đó. Mày quay cái gì? Không biết. Ba tôi còn đúng một miếng luôn á. Má mày biết tao đổi đâu? Ăn mì đi ba ơi. Nói mày đi, nói mày ăn đi. Ừ, ngủ ngủ. Khám ra anh Đào, khám ra được, đúng không? À, gớm rồi. Cái mớm, mớm mà. Wow. Má đâu có giúp mẹ luôn á. Ăn thì nói với đâu người mới cái tàu nào ăn hết tụi đó. Không ăn mà nhịn đĩa luôn. Ok mọi người, cái màn trao của mình với Toàn với Dẹo đến đây cũng kết thúc cho mọi người. Nếu mọi người thấy cái món ăn hôm nay ngon, trao thơm thì hãy để cho anh em mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình về sau nha mọi người. Dạ, chào tạm biệt mọi người nhé, bye bye. Giỡn hoài.